Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tiểu tử, ngươi đã chọc nhầm người rồi. Lâm Phong hộ vệ, Mạc Não, Pháp tướng cảnh. Mạc Não, chặt gãy tay chân của hắn cho ta. Ta muốn thấy hắn sống không bằng chết. Tuân mệnh. Tiểu tử, kiếp sau cần phải chú ý một chút. Trưởng tử của Lâm gia sao có thể tùy tiện để cho chó mèo gì cũng có thể mạo phạm đụng vào như vậy. Vậy sao? Thế thì bổn tọa thật sự là muốn mạo phạm một chút đấy. Kiếm ngược lại cũng không tệ. Để kiếm lại, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Có bản lĩnh thì bản thân đến mà cướp đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm khí của tên tiểu tử này vậy mà có thể phá được hộ thể linh khí của ta. Không phải là muốn kiếm này hay sao? Sao dùng tay lại rồi? Đây là võ kỹ gì? Sao lại có uy thế mạnh như vậy? Đây là thần khí phòng ngự, dùng sợi tơ của thần thú Thiên Tầm Đan Thành. Cho dù là một kích toàn lực của cường giả pháp tướng cảnh bình thường, cũng không thể nào dễ dàng đem máu khoác này xé nát như vậy. Thực lực của người kết thúc ở đây rồi sao? Chết tiệt! Áo khoác thiên tầm này chính là Lâm gia chủ ban tặng, giá trị nghiền thành nếu như bị phá ở đây, quay về e rằng khó mà ăn nói lại. Không thể nào dây dưa với tên tiểu tử này nữa, chạy là thượng sách. Đến bẩm báo với Lâm gia rồi cho hắn biết sự lợi hại. Muốn chạy? Mau chạy đi. Chạy đi đâu? Không kịp rồi. Đều trách hai tên phế vật này, bản lĩnh thì không có, còn đi khắp nơi gây thị phi, hại ta cũng bị vạ lây. Chỉ có thể liều thôi. Pháp tướng cảnh, pháp tướng chân thân. Ta không tin tiểu tử này lẽ nào còn có thể một kiếm phá đường pháp tướng chân thân của ta. Ơi, đạo kiếm khí vừa lấy uy thế kinh ngạc như vậy, còn cho rằng tiểu tử này có bản lĩnh lớn đến nhường nào, thì ra là đụng phải pháp tướng, đến ngay cả chút da cũng không rách được. Thật đúng là lực cười. Cái gì vậy? Đây sao có thể chứ? Đây là không thể nào xảy ra chuyện gì vậy? Ta không thể nào triệu hoán ra pháp tướng rồi. Pháp tướng của mình lại bị một kiếm hủy diệt rồi. Kiếm chiêu của ngươi có vấn đề. Nghĩa nào là siêu phàm quyết? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ta tu luyện cả đời mới tu luyện được pháp tướng này. Nhưng mà không sao, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta. Thủ hạ lưu tình. Sư phụ cứu đệ tử. Bạn học tàng. Bạn học tàng không sao chứ? Ở đây ta có một viên đan chữa trị, mau tỉnh lại đi. Đây rốt cuộc là sao vậy? Là Lâm Kỳ và cùng đồng bọn của hắn dùng thuốc với ta muốn hại ta, may mà có cổ công tử kịp thời đến. Sư phụ đừng nghe bọn họ nói bậy, rõ ràng là ngươi còn có mặt mũi gọi ta là sư phụ nữa sao? Sư phụ, người nghe đệ tử giải thích, đây đều là bọn họ vu oan giá họa. Vậy ngươi làm thế nào giải thích tình độc ở trên người của cô ta? Đây, ta không có loại nghịch đồ mất mặt như ngươi. Từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Lâm Phong chết tiệt, lại che giấu mình làm ra chuyện bỉ ổi như vậy. Sư phụ, người không thể bỏ rơi đệ tử được. Ban đầu Lâm gia vì để đệ tử trở thành đệ tử của người đã đem thu nhập 15 lộp lên tặng quà cho người rồi. Hỗn áo, ta từ lúc nào mà nhận tiền bất nghĩa như vậy của Lâm gia?
Lâm Phong chết tiệt, bản thân có mắt như mù, đắc tội với cao nhân, lại còn muốn kéo ta xuống nước. Loại nghịch đồ này, nhân lúc còn sớm nên đuổi ra khỏi sư môn. Nhưng mà tiểu tử này chính là đích hại của Lâm gia. Nếu như chết ở trong Tử Na học cung, chỉ sợ là không biết làm thế nào bàn giao. Có thể nhờ ngài nể tình của học cung, tha cho hắn một mạng được không? Nếu đã như vậy, thế thì hãy ký khế ước lô lệ này, ra sức cho ta. Ta bằng lòng. Hôm nay những người tham dự việc này toàn bộ đều xóa bỏ học tịch, đuổi ra bên ngoài, mãi mãi không được đi vào Tử Na học cung. Vị trước đó ngươi nói có phải là hắn hay không? Chính là hắn, ta tận mắt nhìn thấy hắn hoàn toàn không bị cầm khúc ảnh hưởng. Vốn dĩ cho rằng là Ngọc Trư Mày, thì ra là một tiền bối mai danh ẩn tích. Thật đúng là đắc tội rồi, mình lại còn có thể ảo tưởng muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Vừa lấy cầm khúc chi trận bị phá, mình mặc dù đã chịu phải một vài phản phệ, nhưng cũng lĩnh ngộ được không ít. Có lẽ là tiền bối có lòng chỉ điểm, mình nên có sự bày tỏ mới đúng. Đại nhân, trước đó đa đạo tiền bối đã dạy bảo, đây là một chút tâm ý của vãn bối, hy vọng tiền bối đừng từ chối. Người đây là, ta là viện trưởng Diệu Âm của Học viện Âm Luật Tử Na học cùng. Trước đó tiền bối đã phá hưởng trận của ta, để ta hưởng được nhiều lợi ích. Nhưng ta còn có một vài nơi không hiểu, không biết là có thể mời tiền bối đàn tấu một khúc cho ta được không? Tang Thiên Phượng Thần là đệ tử của học cùng, ở trên địa bàn của học cùng lại gặp phải loại chuyện như vậy. Học cung có phải là nên cho người khác một nơi bàn giao hay không? Đại nhân giáo huấn rất đúng, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lại với trong học viện. Lúc đó để cho viện trưởng của Liên Đoan Viện thu nhận bạn học Tang Thiên Phượng làm đồ đệ. Nhanh đem bạn học Tang đưa đi chữa trị. Bạn học Tang cố gắng lên một chút. Đại nhân, tiểu tử Lâm Phong này trước đây mặc dù là đệ tử của ta, nhưng ta lại không biết gì về hành vi ở bên ngoài của hắn. Không biết hôm nay xử lý như vậy, đại nhân còn có lời nào thấy bất mãn hay không? Hai bổn tọa tìm một cây đàn lên đây. Nhanh lên, từ trong túi càn khôn lấy đàn ra cho đại nhân. Trời ơi, là dị tượng đấy. Dùng cầm khúc dẫn động thiên đạo lực, cảnh giới lại tự nhiên đến như vậy. Nhanh nhìn cây ở bên ngoài đi. Chuyện này, đây ít nhất là đã ảnh hưởng đến thiên đạo lực 10 dặm xung quanh rồi. Đây ít nhất là chuyện mà pháp tướng cảnh mới có thể làm được. Cầm khúc này còn tinh diệu hơn là của Diệu Âm viện trưởng. Cùng lúc đó, trong phòng của cung chủ học cung, Tử Na học cung, cung chủ Tiêu Trần vừa lại đột nhiên có một vài lĩnh ngộ mới đối với thiên đạo, vốn dĩ là muốn nhân cơ hội này ghi chép lại, không ngờ linh cảm trong chớp mắt đã biến mất. Sau khi cầm bút lên, cảm giác đó lại mơ hồ. Cầm khúc này là Diệu Âm sư muội đang còn tu luyện hay sao? Thật đúng là vất vả. Cầm âm đẹp thật, đạo vận tinh diệu. Cảm giác đã đến rồi. Lần này nhất định là có thể. Đúng là không thể hoàn mỹ hơn. Mình cảm giác bản thân đối với lý giải của thiên đạo hình như là đã đạt đến tầng tự mới rồi. Nếu như có thể nghe thêm một lúc, nói không chừng bình cảnh nhiều năm như vậy của mình đều có thể đột phá. Ở đây cách nơi ở của Diệu Âm sư muội ít nhất cũng là xa tầm 10 dặm. Cầm khúc của Diệu Âm sư muội bây giờ lại có thể ảnh hưởng đến nơi này rồi sao? Xem ra tu vi lại có tinh tiến nữa rồi. Đây ít nhất là đã ảnh hưởng đến thiên đạo lực trong 20 dặm xung quanh rồi, có đúng hay không? Hơn nữa còn có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy với cây cối ở bên ngoài 20 dặm. Cây cối thì lửa tươi lửa khô. Nghe rằng trên thực tế đã ảnh hưởng đến phạm vi còn trên 50 dặm. Diệu Âm sư muội không lẽ là tự mình sáng tạo ra thiên đạo rồi đấy chứ? Phải biết rằng mấy người chúng ta sở dĩ là từ Tế Thiên Tông bị ngoại phóng, chỉ là vì chậm chạp không lĩnh ngộ ra đường thiên đạo của bản thân. Không được, mình phải đi xem thử thế nào. Trước cửa của phòng luyện đan, cảm giác thể xác và tinh thần đều đã nhận được một sự tẩy rửa rồi. Đẹp thật, cầm mâm thật là đẹp, sắp thăng hoa rồi. Sư muội, ây da, cuối cùng cũng tìm thấy muội rồi. Tiêu sư huynh tìm muội có chuyện gì hay không? Đương nhiên là đến để chúc mừng cho sư muội rồi, tu vi lại có tinh tiến nữa rồi. Muội ngược lại quả thật là có một chút lĩnh ngộ mới, nhưng mà vẫn không kịp tiêu hóa. Sư huynh, sao bây giờ huynh biết được vậy? Đừng khiêm tốn nữa sư muội, cầm khúc vừa nãy của muội ở chỗ của ta đều đã nghe thấy hết rồi, phạm vi ảnh hưởng này ít nhất cũng có hơn 50 dặm rồi đúng không? Vì huynh thật sự là vô cùng bái phục. Cái gì sư huynh, chỗ của huynh cũng có thể chịu ảnh hưởng của cầm khúc luôn sao? Xem ra sư muội là nhất định vừa nãy đột phá đốn ngộ rồi đúng hay không? Đều không biết đường nguyên lực của cầm khúc bản thân. Mau nói cho sư huynh nghe đi,
bây giờ tu vi của muội thế nào, có phải đã ngộ được đến thiên đạo rồi đúng không? Sư huynh, nếu như muội nói, học viện của chúng ta có một người trên pháp tướng cảnh vào đây, rất có khả năng bản thân là cao thủ ẩn thế ngộ thiên đạo, huynh cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Sư muội, ý của muội nói cầm cốc vừa nãy không phải là muội đàn hay sao? Mọi chuyện là như vậy, sư huynh để muội nói chi tiết với huynh hơn. Lại còn có chuyện như vậy nữa ư? Cổ huyền trần kia bây giờ còn đang ở đâu vậy? Tiểu cô lương đi cùng với hắn bây giờ có lẽ đã được đưa đến chỗ của viện trưởng đan viện rồi. Có lẽ hắn cũng đang còn ở đó. Đi thôi, chúng ta đi xem thử thế nào. Lời ở của viện trưởng đan viện Thanh Phong. Nữ tử này đã lập gia đình hay chưa? Người nhà bạn bè có ở đây hay không? Chuyện này, ta là thư đồng, được trong nhà cô ấy sắp xếp đến đây. Độc trên người của cô ta rất khó giải được hay sao? Độc tình thiêm thơ rất khó trị tận gốc. Thất hiền đan duy nhất có thể hoàn toàn giải được độc này khi luyện chế khó như lên trời, ngoại trừ có thể mời được luyện đan sư cấp tổ sư hỗ trợ. Nếu không thì Thanh Phong, Tăng Thiên Phượng nữ tử này tình hình bây giờ thế nào? Nếu như có thiếu dược liệu gì quan trọng, tuyệt đối không cần phải khách khí, nhà kho của học viện cứ tùy tiện mà lấy đi, nhưng nhất định là phải trị khỏi cho nữ tử này. Không phải là vấn đề của dược liệu, mà dược liệu của vô thượng thần giới không giống với thánh vực. Mặc dù là đạo luyện đan, đi tìm nguồn gốc nguyên lý không có gì khác biệt quá lớn, nhưng mà phiền phức là không thông hiểu được lý luận của thần giới. Viện trưởng, lẽ nào không có dược liệu có thể trung hòa độc tính thiềm thừ hay sao? Có thì có, huyền dương hoa là được rồi. Nhưng mà huyền dương hoa dược tính vô cùng mãnh liệt, khi luyện chế nếu như không cẩn thận một chút, có khả năng sẽ bị dược lực của huyền dương hoa phản vệ, đứt kinh mạch mà chết liền. Theo như ta được biết thì gần trăm năm nay, người thành công luyện chế được thuốc này không vượt quá hơn 3 người. Đầu là bậc thầy luyện đan nổi tiếng, còn lại không chết thì cũng bị tàn phế mà thôi. Vậy còn có dược liệu nào có thể đưa cho khí huyết của một người ổn định hay không? Thiên ngữ hoa cũng có thể, nhưng mà thiên ngữ hoa dược tính lại cực kỳ nạnh. Chỉ là dựa vào bước ngưng luyện dược tính này, không biết đã đóng băng chết đi bao nhiêu tu thần giả rồi, khiến cho thần trí của người giữ đường tỉnh táo thì sao? Ngư lân nha, chẳng qua chỉ là nghe nói ngư lân nha này nếu như không phải là có thể luyện chế xong trong 3 giây thì sẽ tản phát ra mùi thơm khác lạ, hương khí sẽ khiến người ta phát điên lên. 7 vị thuốc chính ở trong thất hiền đan, luyện chế của mỗi một vị đều vô cùng khó đối phó, phàm là có thể thành công luyện ra được một vị đều có thể khai tông lập phái, chứ đừng nói gì đến là cùng luyện chế 37, cùng luyện chế ra 7 vị. Tốt, vậy xin mời viện trưởng giúp ta chuẩn bị một vài dược liệu, ta muốn luyện chế thất hiền đan. Này, ngươi muốn làm cái gì? Không cần mạng nữa hay sao? Hồi nãy ta nói, ngươi cũng không nghe lọt lỗ tai câu nào ư? Xảy ra chuyện gì vậy? Muội cũng không nói cao nhân biết luyện đan. Cái này muội thật sự là không biết hay là thử đi. Những dược liệu này ở chỗ của ta đều có. Này, các ngươi đều bị điên rồi sao? Viện trưởng không cần phải lo lắng, vừa nãy viện trưởng có nói, bổn tòa đều đã nhớ hết rồi. Ngươi nhớ hết rồi, ngươi nhớ cái gì? Huyền dương hoa dược tính mãnh liệt, nếu không cẩn thận có khả năng là sẽ đứt kinh mạch, sắp bị lỗ rồi kìa. Ủa, tại sao lại không nổ? Trong khi huyền dương hoa sắp bị nổ tung, đem dược tính của thiên ngữ hoa dẫn ra, hai thứ này trung hòa với nhau, dược tính cũng hỗ trợ cho nhau, nghe có vẻ rất là dễ dàng. Thanh Phong, ngươi có làm được hay không vậy? Ngươi đừng có mà đứng đó nói chuyện không đau lưng. Ây, đừng giận mà. Bước này yêu cầu luyện đan sư phải có trưởng khống lực của thiên đạo khủng bố, đem hai loại dược lực này kéo tơ lấy tầm, từng chút một hòa vào nhau, độ khó đều ngang bằng với chư vị khi đột phá pháp tướng cảnh nặn thân pháp tướng. Hơn nữa đan này phải đem 7 loại dược liệu dung hợp với nhau, tương đương trong khoảng thời gian ngắn chưa đến một canh giờ nặn ra 10 lần pháp tướng. Học sinh này là thần thánh phương nào vậy? Chúng ta cũng không biết. Được rồi, đưa đan này cho cô ta dùng đi. Vậy mà thật sự hoàn toàn đem độc tố loại bỏ được rồi. Chưa bao giờ thấy. Bạn học, ngươi tên là gì, nhà ở đâu? Ở trong học viện có quyền hay không? Hay là học luyện đan với ta nhé? À không, hoặc là ta sẽ cùng với ngươi học tập luyện đan cũng được. Nhặt được bảo vật rồi. Luyện đan làm gì thú vị bằng cầm khúc, vẫn nên đi học nhạc với ta đi. Bạn học, với thiên phú của người trở thành đan thần của một đời chỉ là vấn đề thời gian. Bạn học, hay là hai người họ chỉ là viện trưởng, ta là cung chủ. Khác biệt này ngươi cũng hiểu mà.
Ta tạm thời không có dự định bái sư, nhưng mà quả thật có một việc cần thỉnh giáo mấy vị viện trưởng. Ngươi nói đi, chúng ta nhất định là biết gì nói đấy. Độc của Tang Thiên Phượng mặc dù là đã được giải rồi, nhưng mà trải qua chuyện này, cơ thể vẫn là có chút, có tổn thất một chút. Dược liệu nào thích hợp dùng để củng cố căn cứ hay không? Ta biết, tổn thương do trị liệu độc tình tạo thành. Thiên tu quả là tốt nhất, đáng ghét để cô ta cướp trước nữa rồi. Thiên tu quả? Nhưng mà thiên tu quả chỉ có ở trong dãy núi Phượng Hoàng mới có thể hái được. Trong học viện hình như là đã không còn hàng tồn kho nữa rồi. Bạn Hồng, ta có thể đưa ngươi đi đến núi Phượng Hoàng hái. Hái không đủ không quay lại. Ta cũng có thể, ta hái 5 ký,